mình đang có mặt tại HP Tân Ninh ở Biên Hòa. Ở nơi này thì cái điểm quan trọng nhất mà khiến cho mình phải đi xuống tận nơi đây đó là vì hệ thống NanoJet. Hệ thống NanoJet này sẽ giúp chúng ta đo công suất của động cơ, cũng như là cái anh chủ gara anh sẽ có thể remap lại cái ECU của xe để khiến chiếc xe của bạn nó như một cái xe khác, mạnh hơn hoàn toàn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử là NanoJet là như thế nào nhé. Trong clip mình sẽ có những cái phần giải thích về NanoJet, xin mời các bạn cùng xem. Chúng ta sẽ nói một chút về hệ thống NanoJet. NanoJet là thiết bị kiểm tra công suất xe độc lập và có độ chính xác cao. Nó được dùng để kỹ thuật viên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, công suất, mô men xoắn, tốc độ, tua máy và các thông số khác trong điều kiện làm việc khác nhau. Với máy NanoJet, chúng ta sẽ có thể đo được công suất thực tế tại bánh xe. Công suất này không bao giờ bằng công suất của động cơ mà nhà sản xuất công bố. Động cơ sinh công và khi truyền đến bánh xe thì sẽ bị hao phí do truyền động. Nếu hệ thống truyền động càng tốt thì công suất hao phí càng ít và con số đo được càng gần với con số nhà sản xuất công bố. Ví dụ như với chiếc Ford Ranger này, nhà sản xuất công bố công suất tối đa là 200 mã lực và mô men xoắn tối đa là 470 Nm tại 1750 vòng một phút. Vậy thì remap là gì? Thường thì nhà sản xuất sẽ cài đặt một biểu đồ phun nhiên liệu vừa phải để giúp cho động cơ tiết kiệm nhiên liệu cũng như là vượt qua được các bài kiểm tra khí thải. Nhưng với biểu đồ đó thì công suất động cơ không được khai thác tối đa. Sau khi chạy dyno và đo thông số chính xác của xe zin, chúng ta sẽ tiến hành nạp vô ECU một biểu đồ mới tối ưu hơn, giúp phun nhiên liệu đúng thời điểm hơn và điều này sẽ giúp công suất xe tăng lên. Vâng, và sau khi chúng ta đã cùng dyno xe và biết được công suất tối đa cái xe này đó là 189 mã lực cũng như là mô men xoắn là 508 km, thì giờ mình sẽ lên đạp thử cái xe này để xem nó có khác với cái xe sáng nay mình chạy hay không. Xoắn là 500 hơn Nm thì phải nói là chiếc xe nó đã hoàn toàn khác biệt khi mà chỉ cần nhích nhẹ ga là nó xoáy bánh. Thì đây là một trong những cái món đồ độ mà mình cảm thấy cực kỳ ưng ý, bởi vì chiếc xe mình giống như một cái xe mới vậy đó, nó mạnh khác biệt hoàn toàn so với cái xe trước đây mình chạy cũng như cái xe sáng nay mình chạy. Nó như là mình mới mua xe mới về, không còn là cái xe của mình nữa.